giả bộ mới về. Trong trước. Má thở là khó là có thiệt mày. Dạ. Hôm nay là tới khoảng đâu tầm 40 thùng lận. Hôm qua ít. Hôm nay nhiều lắm. Tại vì bà con thấy úp hình cái bà con xin nhiều lắm. Bà con thấy úp hình cái bà con xin nhiều lắm. Giờ mình chất xong là mình sẽ đi tới đầu tiên là chỗ nhà của Thánh Hài Mạc Giang Khoa. Thôi chúng ta đang tới nhà của nghệ sĩ nhân dân Mạc Giang Khoa. Ghê, ghê thế, chào mọi người nhá. Bạn nó tốt quá, nó kiểu nó canh mình đồ ăn vừa hết nó tới nó tặng à. Một cái, hai cái, hay là lẩu cho cậu. Ôi lẩu hả? Là không phải cái đợt trước hả? Không, cái này đợt trước này đợt mới. Cái này ăn thế nào? Thì cái này cậu chỉ cần có cái chai trong đó, cái chai nước lẩu á. Cậu bỏ với hai lít nước, rồi xong rồi cậu chỉ cần mua rau với nấm về là cậu ăn được. Là không tặng rau nấm hả? Không có tặng rau nấm, tại không có bán rau, bán thịt xong rồi. À là chỉ thịt thôi đúng không? Đúng rồi. Sao tặng đủ xíu? Được, ok, để mốt nước kinh nghiệm tôi ra chợ tôi mua thêm miếng cho cậu nữa. Nhưng mà cùng chỗ là cái gì đâu? Cùng chỗ. Mốt em đi hả? Đúng rồi, cùng chỗ. Mặt cậu đấy hả? Mặt tới đó. À, mặt tới nè. Thôi cảm ơn cậu nhá. Đợt trước ăn hết chưa? Thật ăn hết được đời nào rồi. Sao không nói để cho thêm cho. Xin cũng ngại. Khùng quá à. Mốt nói rồi đưa thêm nha. Khùng cái gì đâu. Thì lần sau phải có câu đấy thì lần sau cứ hết rồi tới nhắn. Ok, cứ hết rồi nhắn. Nhiều cũng được nha. Cậu vui là được. No nữa. Cô no là được. Nãy tính gọi cậu hỏi quán bún đậu của cậu để chạy đi ăn. Ủa vậy hả? Ừ. Thì cứ qua đi ăn thoải mái thôi thì cậu cũng tặng đồ tới mà. Từ đó. Ừ. Cứ qua ăn nói bạn cậu hả? Ừ, dạ? Cứ qua nói là... Là nói gì ta? Nói sao ta? Tại... Cứ qua ăn xong nói tính tiền thôi. À, khéo léo. Thôi có gì qua ăn bình thường đâu có okay. Lẩu đúng không? Lẩu, cái này là lẩu. Nó có cái chai nước cốt lẩu trong đó rồi. Có với bốn loại thịt. Rồi cậu loại thịt hả? Đúng rồi, hơi nặng chút. Thôi cảm ơn cậu nhá. Ừ. Là dành cả thanh xuân để đi tặng quà. Đúng rồi, không có gì hết. Cậu vui là được rồi. Cảm ơn như cậu. Cậu ngon mồm là được. Cứ thoải mái, ăn xong là cứ thoải mái thôi. Cứ tính tiền thoải mái rồi đúng không? Cứ kêu tính tiền là thoải mái thôi. Thảo sáng giờ đi lâu chưa? Chưa, mới bắt đầu đi với cậu người đầu tiên á. À, người đầu tiên hả? Ừ. Mở hàng giống luôn á. Thôi vô đi. Bye. Vào nhà chơi. Ở nhà nha. Ok. Ừ. Rồi. Tới tặng quà nếu đi về liền. Thì đó. 1 hour later. Mình đang ở khu Sala quận 2. Ở đây mình gặp một idol giới trẻ. Một đồ gọi là gì? Top 5 hoa hậu Việt Nam năm 2018. Một con khùng chính hiệu. Khùng chính hiệu. Lên. Em đáng yêu mà. Đáng yêu gì, có thịt mới ăn đáng yêu, có mẹ gì đó đáng yêu thì... Ừ, có thịt nó xuống, chứ là dễ gì nó xuống. Mày muốn ăn qua đây cà phê đi, em lại đây. Mày bao hả? Cũng được. Bao phải không? Cũng được. Ủa sao cũng được vậy? Phải được, được. Chắc chắn phải được chứ sao cũng được. Được là hầu như được rồi. Anh muốn tao bất không rồi không? Ở đây mày không bất tao bất. Order về. Chứ giờ ở đây có hai linh. Thôi, không thích uống hai linh. Hai linh cũng ngon mà đúng không? Không. Tao bất ngon hơn. Ở đây có hai lên. À ở đây cũng có cà phê Trung Nguyên nữa. Không ngon. Starbucks. Rồi tự nhiên order Starbucks về đây ngồi. Ừ. Dạ công viên rồi. Vì giờ có lấy thịt không? Ủa? Tại sao cà phê thì không chịu bao mà thịt thì đi lấy? Có bao mà. Cảm ơn anh Long nhiều nha. Cảm ơn anh
Nói với các bạn nghe luôn thiệt, thấy con này nó vậy á, thấy có đồ ăn tặng quà, có quay clip kìa, thảo mai nhìn dịu. Cắt cái máy ra thử rồi, thấy cái cảnh liền. Bình thường. Rồi thử quay không có gì, biết rồi, mắc mới gì kia nhú vào đây. Cái gì lại chưa không? Làm gì kia xuống chi? Đi đâu rồi? Giả bộ gì? Mang hiền hả? Mang hiền thiệt, mắc lực quá đấy. Cảm ơn anh Long. Cái này là lẩu nha. Ừ, nó có cái chai nước cốt lỗi trong đó, pha với 2 lít nước xong rồi nấu sôi lên, bỏ đồ ăn vô, chụm ăn. Nồi nào cũng được ha. Ai biết, nồi nào cũng được, nó nồi bánh chưng cũng được, bánh tét cũng được. Nồi là được rồi, hiểu không? Ừ. 2 ly tao bất, 3 ly với đây 3 người mà. 3 ly tao bất tầm 200 mấy chục ngàn. Ủa gì vậy? Đơ. Ủa? Ủa kì vậy? Có đem bóp xuống nè, đưa đây 200 mấy chục ngàn nó tự đi mua cho. Dơ, được dơ, dơ, phải nói. Thôi đi luôn đi, luôn người ta đó, đi đi luôn người ta. Đứng đây chờ cho mọi người đi, lịch sự phải không? Thôi thôi đi luôn dùm, cảm ơn, lát hồi mất công xe đụng mình nữa. Mọi người đi rồi em mới đi lên. Mày đi lên dùm tao luôn, mày đi lên đi, mất công xe đụng mình nữa. Rồi, cút rồi, cút, cút. À, chán quá, thiệt. Nói với con Thúy Kiều. A few moments later. Hello bà con, mình lại quay trở lại công ty. Và kỳ này là mình, thấy không? Mình tặng bạn thân của mình á. Thì mình muốn cho nó ăn uống đầy đủ xíu để nó có nhiều sức khỏe. Hôm nay nó đang làm việc công ty, mình ghé mình đem qua cho nó. Hey. Của gì anh Long? Thịt nè, cho cậu nè. Thôi từ từ đi, đang người ta đang họp mà. Đây, 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 chiếc xe. Để, của cậu với Vinh nè. Thôi nè. Thế hả? Ờ. Thế nói là đang họp rồi. Em đồn anh không? Cái này là lẩu Nhật Bản hả? Đúng rồi. Trời ơi, có tặng người nấu không? Có tặng người nấu không? Ê bài bài. Cây cũng đi. Hỏi chơi. Hỏi chơi thôi. Nói chung là đang họp nhưng mà lâu rồi làm việc, có gì thấy cũng hơi bực thiệt. Nhưng mà thôi, lòng gì mình giận thôi. Vinh đó hả? Ừ. Trời, đã tặng cuộc làm phiền người ta nữa ông nội ơi. Lát Vinh lên đây đúng không? Lát Vinh lên đây đúng không? Ok. Tính ra mình tặng nó đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 ngàn nè, đây là 1 triệu đúng không? Ok. 130 với 150. Nó tiền đổ xăng rồi. Sao? Gì? Cái này đổ xăng. Coi như tiền thịt hôm qua. Ừ. Thôi rồi. Liên đít, liên đít, liên đít. Liên đít. Ở đây. Nè, cho 1 đồng xu nè, cắn đi con. Cắn là mất 100 ngàn. Ý gì kia? 2 hours later. Hello anh trai. Này là dưới là nướng, này là lẩu nha. Này là lẩu quá cơ. Dạ. Anh chỉ cần mua rau về nó thôi. Mua rau về thôi. Mua rau với bún gì đó về thôi anh ăn thôi. Còn cái này anh bỏ vô cái nồi khoảng 2 lít nước á, rồi qua đây có cái chai nước dùng rồi đó. Có chai nước nước cốt lẩu á. Nước cốt lẩu. Rồi anh đổ vô với 2 lít nước là xong. 2 lít nước vô rồi đổ thêm đó vô nữa là dạ. Mình đổ đồ vô là mình sắn thôi đúng không? Là cứ sắn thôi, ứ hự thôi, thêm chai rượu nữa. Ừ. Chai rượu là nó hơi kỳ á. À. Hay vậy chai bia cũng được. Ok cơ. Dạ. Cái mới hả? Dạ. Cái này cũng giống như bữa chung á, chung với nhau thôi. Mà cái này là sản phẩm mới. Ok, rồi cảm ơn nhiều nha. Và mới đi ra bành phải không anh? Qua. Ừ, ra bành. Ra với bên tụi Hoàng Bắc xong. Thấy đi ra bành hình ra hôm nay đi tìm bò cho tẩm bổ. Ồ, qua dự. Tâm lý. Ok cơ. Ok, bye anh. Cảm ơn cơ nhiều nha. Dạ. À, anh... Mở cửa đi, nụ má. Bị đâu? Nó đâu? Nó vừa chạy đi, nó chạy về vậy? Nó qua rồi quay lại. Không cặp. Đợi nó qua rồi quay lại. Lẩu Nhật Bản à. Rồi, nó đâu rồi? Nó mới vừa đi luôn á. Anh gọi nó là thì tới mình đi lòn quá. Có nó dọn lên con trai nữa. 2 days later. Cái bộ mới vậy.
Có mua gì qua tặng không? Đó, cái thùng á. Đó, ừ. Lẩu á. Tặng đồ nấu lẩu lấy gì, ta nấu lẩu. Tặng đồ nấu lẩu gì, nhà có bếp mà ba. Làm như tao không biết vậy. Ôi. Gì dạ? Ôi, trời ơi, bớt bạo. Ủa, tôi cầm giùm không hả? Cái gì đâu bảo. Thôi, tính đi về vậy. Khủng quá. Mai mọi người. Có gì đâu mời. Đi dọn, dọn nhà đó hả? Đang dọn bữa giờ. À. Cái đồ cúng. Cái đồ cúng. Thôi mình lên đây đi, đi quay cho nó đẹp. Má thì đang đứng quay. Lòng quay trước mẹ luôn rồi. Hỏi quay luôn. Lỗ mẹ tiền rồi. Cái này như mình đá quên là cũng quy gà. Quy gà mình có. À, mọi người hôm nay rất là vui, nhà chưa dọn xong thì được lông qua bào. Nhà chưa dọn xong thì được lông qua bào. Ủa chưa bào mà, ơi chưa bào gì mà. Qua cho. Qua cho được mà. Đi đi mày. Đây là gì vậy? Có gì đâu anh. Hả? Cái thùng không à. Không nặng lắm á. Anh để đá trọng á. À, này hả? Cái phòng của vợ. À, đúng không? À, lầu 2 là lầu của tôi. À, phòng nè. Chưa có cái ghế lọc. À. Lọc. À, có cái ghế ngồi đâu. Có thật kìa. Có thật kìa. Có cái ghế ngồi. Có cái ghế ngồi. Ừ. Cảm ơn rồi mấy người. Không. À. Ê, mục tiêu của lâu đúng không? Ừ, lúc về mục tiêu, mục tiêu. Cái kia đó rồi đúng không? Chưa. Nó là mục tiêu đó. Đầu tiên. Mục tiêu đầu tiên. Đúng rồi. Tiêu thứ hai. Tiêu thứ hai. Ừ. Ủa. Ờ, phòng cái phòng kia đâu? Cái phòng mà thấy gì? Dễ em lum nữa mà không? Hay là có phòng này thôi? Mẹ đó, tuần này. À, vậy hả? Gió tụng chạy chạy lòng gọi lô lô mày chạy lên liền á. Má nghĩ đầu lòng lòng ghế gì vậy chạy gì vậy thôi nậu thịt à, cái hộp thịt thử rồi thử hả thử rồi thôi thôi chắc hư không thử thử đi mới gọi đó chứ không em đem ra đây em xài rồi chạy rồi vô chạy nó bay luôn. Cái đó sai giờ nè, thấy không? Mày sai giờ. Không chính là đây hả? Không, lúc là. Này là cái đồ quay phim điện thoại đúng không? Đúng rồi. Cái này hả? Đúng rồi, này đồ quay phim điện thoại này kìa. Nó bị mất con ốc nè, em đang để mua con ốc. Không, chúng ta mua con ốc được. Chúng ta mua được con ốc. Nó được này. Nó hư rồi. Ok. Nó hư rồi đó. Ok. Của vợ. Ờ, của vợ tặng không phải ngon được. Okay. Thì được rồi, nhà có tai nghe mà chưa có cái đồ treo. Ủa những cái này của ta tặng à? Đúng rồi, của anh tặng em rồi, để giờ lấy lại. Rồi, lông nè. Nè, mấy cái này là đồ không có chân nè. Không, cái này là cái hình tượng mà mấy anh em lên đây mà đồ quá, đậu lộn á. Đứng xấu lộn. Thôi mình xuống dưới mình cho nó mát. Ở đây mình xong để đàng hoàng. Gãy rồi, nó gãy rồi nè. Gãy xúc lừng la, nó xúc đầu luôn. Anh có ba keo nè, nó lên. Ê, chưa bảo gì mà. Qua cho. Nó gãy rồi. Các bạn chờ các bạn tới cái căn nhà thứ hai của mình, cái lộn nhà thứ ba chứ. Mình khá nhiều nhà. Bây giờ mình chất thịt ở đây. Nè, ở đây mình có con xe chở hàng nè mấy bạn. Xe chở hàng ở nhà mình. Tạm thời khóa cửa rồi. Xe này bình thường để chở nước đá. Cho mấy đứa nhỏ nó chạy mà. Xíu nữa mình có anh em mình xuống nè để mình giới thiệu các bạn.
Ừ. Chú bác gì cũng được, chú già không sao. Đây là bộ sưu tập rượu nhà mình. Nói chung là cũng đơn sơ chẳng chị chứ không có nhiều lắm. What the hell? Cái ngẫu này nó lạ nè. Gì? Này là rượu vang á. Cái này mình không biết là mua nhiêu tiền hết á. Tại vì nó đẹp mình nói vậy thôi. À, nó có cái đồ mỡ, cái kiểu này. Xịn lắm. À. Anh trai mình tới rồi. Đây xin mấy hiệu anh trai. Gì? Hùng quá. Này lẩu á. Đúng rồi. Nhưng mọi người mới biết thì cách đây 2-3 ngày là mới là sinh nhật anh Chí. Và đây là quà chúc mừng sinh nhật anh Chí. Thôi kệ, trả nó có là được rồi. Thì giờ mình sẽ lấy lại quà chúc mừng sinh nhật của mình. Ủa gì vậy? Là sao? Hiểu gì? Ngồi đi làm gì? Đâu có gì đâu. Ủa là sao? Mà nó có gì đâu chơi. Ủa đi đó, đi vô mà, mình nói vô mà. Hùng quá. Gì đâu? Xe đó ai lấy đâu coi. Khủng quá. Xe thật không? Ở này cái thâu ấm hả? Đúng rồi, mít á, video á, nói vô mà nghe ừ. Đó. Đâu à, giống mấy cái mà nó lấy cái mít kia cái gì. Đúng rồi, mà đem này cho nó gọn à, không có dây hả? Không có dây. Còn kia mất công có dây đúng không? Đúng rồi, này có không có dây. Xài wallet. Mua này nhiều á. Này nè, này được bào. Này để giới thiệu với lại chứ chưa giờ chưa dám nói. Này là lẩu nha, mua rau thôi. Còi trong đây có cái chai nước cốt lẩu á, pha với. Vậy là vẫn phải bỏ tiền để mua rau hả? Đúng rồi, chứ đâu có trồng rau đâu có tiền mua rau. Ừ, chịu khó mua rau đi còn không khỏi ăn rau, chưa gì khỏi ăn rau luôn. Không biết để nó coi bạn bè coi có ai với rau không ta. Ông bảo kìa, bảo Suzu. Có Suzu nguyên vừa trồng rau luôn. Đó, quá dứt, đó nè. Cái chai này pha với 2 lít nước. Chai này chai nước cốt lẩu, pha với 2 lít nước là được. Y chang nhau, hai bộ y chang nhau thôi. Có 4 món thịt, heo, gà, bò. Ổn định à. Ổn định à. Cái này của anh Vũ nha. Okay. Cái rồi. Alo, bà chủ nhà, bà mai đâu rồi? Đi bệnh viện rồi. Ủa gì vậy? Ok. Thôi gì thôi đi về ạ. Kêu cô. Dạ, yeah, thì đó có gì đâu. Này dư nè đó anh Chí. Cặp lại nè. Đi ra cho. Ủa, là sao? Ủa, cái gì vậy? Muốn giờ đi, đi. Là sao? Mày đang lên ra luôn đi. Ôi quá giờ. Quá giờ được. Hả biết nói gì luôn hả? Hay lắm. Tôi sẽ nhớ. Anh bảo tôi hoài được. Tôi có ngày tôi sẽ bảo tao. Tại tao chưa có soạn. Để má biết mày tới tao phải soạn sẵn rồi. Gì hả? Anh sẵn về cất đi hết chứ không phải anh bỏ ra trong này. Ờ, mình vô lại cái đi. Kỳ. Ủa gì vậy? Anh má đi đâu biết mang tiếng quá. Thôi về rồi, anh nhớ đó, được. Hello mọi người, thì mình đang ở chỗ Maxi Quát Cộng Hòa. Có một con nó mặc dày tới nỗi mà nó sẵn sàng nó đợi đây để nó được lấy thịt. Thì để mình gọi mà cho các bạn nghe giọng như các bạn biết. Dạ em nghe anh ơi. Mày đang đâu? Em đang ở ngồi trong KFC nè. KFC hả? À? Đi bước ra KFC quẹo phải. Đi bước ra KFC quẹo phải. Ờ, KFC đúng không? Dạ. Rồi KFC đợi xíu. Đứng ở trước cửa đi. Vâng. Mấy bạn nghe giọng mấy bạn biết được ai chưa? Còn khúc này là khúc căng thẳng thì xin phép.
chung cái. Tại vì đang gian ngược về. Ủa mà sao nay thứ bảy mà cái đường này vắng hoe đã ta. Đây khu Maxi Park Cộng Hòa nó đông, bình thường nó đông nghẹt à. Hôm nay nó vắng hoe, không có xe nó miếng. Để về nha. Cái gì vậy? Cái gì? Hả? Hết Tết rồi, lên Tết lì xì rồi. Con này là cái con thuộc dạng dai như đĩa nha các bạn. Thôi cho em thùng được rồi. Tí giật này cho 12 thùng. Mày chẳng lẽ tao cho 12 thùng. Nè cầm thùng thôi. Yeah, cảm ơn anh. Cái này lẩu nha, về pha với 2 lít nước mà chưa có rau nha. Mày tự đi mua rau chứ đâu có cho mày rau đâu. Có nước lẩu không à? Có nước lẩu không à? Ủa rồi cái tóc bình là chẳng sao ta? Tóc bình làm gì có thùng hả? Ai đâu ra tóc bình mày? Là một cái thùng này chỉ đựng nước lẩu. Đựng nước lẩu thôi, về bỏ ra mày tự thua thịt bò, tự mua rau này nọ. Nha. Nước lẩu nấu được tới khoảng 100 cái lẩu luôn em. Ừ. Nó đậy được lắm. Cái này là cái nước lẩu là thấy là có thịt thầy cho đây đâu. Lẩu Nhật Bản ghi rõ ràng mà. Ừ. Bán lẩu đi, bán lẩu vô Đà Lạt á, riêng khao bán lẩu. Nha. Trời ơi, công trình mình nghe tin anh Lâu bảo mình công trình mình phải chạy từ quận 9 lên công trình để nhận cái thùng này nha mọi người. Ai cũng biết là mày đang quay ở đây. Tao nói rồi. Không có, là từ quận 9 chạy lên đây quay xong rồi đáng lẽ là về rồi, nhưng mà tại vì biết anh Lâm đến. Có quyền về á. Nên là đợi nãy giờ cũng 4 tiếng đồng hồ rồi đó. Trời, có quyền về á. Chứ đâu ai bắt ở lại đợi đâu. Tao đang trên lịch trình, tao đi tự nhiên bắt tao đi ngang, tao bỏ lịch trình, cắt ngang lịch trình. Thì sẵn tiện ghé chứ giờ anh Long đi đâu cũng kiếm anh Long được hết trơn á. Ờ, ok. Nước lẩu không à, không có gì đâu, hỏi coi. Thì ngu hả? Ừ. Nghe cái buồn mới có lẩu. À, vô mua cá chê về nhúng vô lẩu ăn. Hợp lý luôn. Bên này có lẩu nè, mấy mình quẹo đây mình ăn cái không anh? Thôi ăn đi, không có, anh ăn ngán lắm rồi. Đi, rồi, nghe. Nhớ nha, nhớ mua thịt nha. Nếu muốn ăn cá thì bỏ cá vô, hải sản cũng vậy. Thịt nướng là gì? Hết rồi. Đây không có. Không có gì. Đâu em đâu có được đâu. Không có là tại vì mày ở Đà Lạt. Nhưng mà em nói là có người giao là có người nhận. Không giao gì được bạn. Nghĩa là người nhận trực tiếp thì mới cho. Chứ đâu có cho cái kiểu mà nhận giùm. Nhận giùm tình từ nghĩa gì nữa. Đúng không? Giờ lấy không? Ừ rồi ok đi về. Hồi đó còn biết cảm ơn hơn quá. Trời ơi em à, ngoan nhất nhà. Ừ đúng rồi, ngoan nhất nhà. Mọi người xíu xíu mình làm cái khúc này nhìn tao cái. Mờ mờ xương xoa nhìn tao cái. Bỏ tủ lạnh bỏ ngăn đá nha. Không ăn hết thì bỏ ngăn đá. Bốn lại thịt á. 1 hour later. Thưa các bạn, đây là nhà của Trùm Dày Sài Gòn, vui lòng qua cửa. Dạ cho em hỏi Phan Thông. Dạ đúng rồi. Dạ anh ơi, anh có đơn hàng của anh Trần Long đó, gửi tặng anh ạ. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Em có thể vô nhà được không anh? Dạ được. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Trời ơi, má biết mình tới giống như mình. Dạ không, em chuẩn bị đi Biên Hòa. À, về Biên Hòa chơi hả? Ghê vậy. Mình lại buồn, cái gì chụp hình đó hả? Ra mấy em coi người ta đang làm như là để làm cho đẹp hơn á. À. Lần đầu tiên mới qua nhà. Dạ, đây là văn phòng để đóng gói, còn những hàng hóa khác thì ở chỗ khác. Dạ, giày là anh đâu? Kỳ quá sao em hết được. Anh đi lút á. Dạ. Anh đi lút á. Có gì sai anh không? Đúng giờ. Biết qua luôn chuẩn bị trước. Phải luôn. Đó, anh lấy về đó.
Mang cặp với chị luôn. Dạ mình có một đôi. 46 trời. Đúng không? Anh mang vừa. Ừ, anh mang vừa mà, anh mang vừa mà. Anh chuẩn bị ấy, anh mang vừa mà. Mang mới vậy. Ấy là sao? Anh muốn thử không? Anh mới rồi. Thôi khỏi được rồi, anh có nhà, anh có đôi 13 rồi. Anh vẫn mang vừa. Ủa vậy là đôi này của anh á hả? Đúng rồi, bữa nữa. Ây da, đã vậy? Biết mà, em phải cố gắng thôi. Hả? Cố gắng gì? À, nói gì vậy? À, em ở đây cho anh. Đây là UKS đó, thầy trợ chương trình này. Đây là CEO của UKS này mấy bạn. Đó, người tôi ai mà mua giày thì cứ hỏi là tôi tắt một trong ba người là đây. Anh trai này. Ủa như này như em bằng anh rồi đó. Khổ lắm, do là nhiều khi em không hoạt động nhiều á nên em hơi lên cân một tí thôi. Cứ vậy. Hồi xưa em nhìn em ốm nhom à. Đúng rồi. Ở lúc đầu em mới lên Sài Gòn là em ốm, em ốm cực kỳ ốm luôn. À, nhưng còn... mà em nên biết em không hoạt động nhiều nên không ốm. Ok. Ok, bay về, cảm ơn cưng. Ê, cái này là lẩu. Em bỏ ngăn đá nha, trong đây có cái cái bình nước cốt lẩu á. Em pha với 2 lít nước. Vậy anh chỉ cần mua rau thêm em ăn thôi. Giờ em lấy về luôn, sẵn tiện đem về nhà luôn. Về bên ngoài hả? Đúng rồi, về bên ngoài, bên mới ba má nữa. Dứt. Em đi gần gì vậy? Em đi xe buýt, tại vì cuộc sống cũng hơi khó khăn một tí. Đi xe buýt cho tiết kiệm đó anh. Tiếc quá, anh đang còn nhiều đồ chứ không anh chở em về. Hạnh phúc. Em suy nghĩ được đó rồi đó. Okay. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh. Dạ. 2 hours later. Bắt đầu. Nó mới đi du lịch về luôn á. Má, nó nhất quyết nó đòi bằng được. Máy bay, mày đi đâu? Mày đi nha, phụ né thôi mà. Người giàu có khác. Bắt đầu chụp hình, đang quay phim mà chưa chụp hình. Quay chả, quay chắc không được. Bất chấp gì rồi thôi. Đi đâu bên đây nữa, anh Long. Anh Long vô nữa, nha bà chợ. Má chán, mình chưa nhập giá đời. Mấy bạn nên biết đó là làm cái đâu phát tv có một cái sự bất hạnh riêng đó là các bạn làm việc với mấy con hùng hôm nay với con Thúy Kiều một cặp không hề đâu, mỗi lần Long gặp mình lại Long vui đó đó, Long cười te té Long vui biểu vui quá này. Đây lẩu hả? Lẩu trong đây có cái chai nước cốt lẩu á, cái đó pha với 2 lít nước xong rồi bỏ thịt vô ăn, có 4 loại thịt à, ít lắm, đủ mình mày ăn á. Ừ, phần này 4 người ăn á, mình mới ăn đủ rồi. Ăn nhà hàng 5 sao quen rồi, là ngon là đường á. Đây là một trong những minh chứng của việc là người già giàu xài tiền nữa các bạn. Các bạn cứ lên Facebook của channel, các bạn thấy cách channel trả tiền rất là giàu lắm. Anh Long nói gì vậy? Anh Long nói mất giàu. Dạ, đi lên đây. Thôi đứng quay xíu rồi lên, tự nhiên qua mới qua xíu các bạn ơi. Đứng chơi xíu. Thôi, thấy cái mặt này tròn lắm rồi đó. Rồi không phải đâu. Lầu bếp cái là trời, đi biển về đi hôi nữa. Rồi đen quá rồi nè Long ơi. Có hình bị có hình nhập bikini không? Trời ơi bikini. Có không? Ủa sao? Không? Ủa? Trời ơi. Em mặc bikini rồi sao? Ai hỏi hả? Cá hấp dẫn rồi. Trời ơi. Ai thích cá hả? Trời kêu Hoàng Anh Quang đi. Thôi. Quá. Tự nhiên kêu Hoàng Quang đúng rồi. Trời ơi. Đã thôi rồi. Bỏ có miếng thịt à. Mà 6 người ăn cái bèo hết trơn luôn, chán kìa. Rồi giờ mình mày ăn nó nãy à? Mẹ đâu? Mình rồi. Có gia thiết gia không ai biết đâu. Mà anh nó chửi mày chết. Mà là à, à bạn bè nó dạy. Rồi đi đầu đây, tao đi tiếp à. Dạ, dạ không cho á. Đi cho người ta tiếp.
có dư dư. Cái mặt nó là đó, đó, cái mặt nó là kiểu gì đó, không mấy cho em thêm đi. Ủa gì vậy? Em nói nhỏ, em nói nhỏ. Đó là hành từ bây giờ mới lên lầu. Qua mà không có đem quà được không? Mình qua mình ăn không, 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 mọi người, một số anh em là hiện tại đang bận không có nào nhận được quà. Thành ra bây giờ mình quyết định là thôi mình sẽ về bỏ cái này vô tủ lạnh lại để ngày mai mình ship cho mọi người. Thì cảm ơn các bạn đã coi hai cái tập vlog này. Rồi mà các bạn nếu mà cảm thấy hay thì cứ like, share và subscribe cho mình nha. Bye bye, cảm ơn mọi người.